Ngày sinh nhật mẹ, ba bố con có món quà bất ngờ khiến người mẹ bật khóc. Cái gì vậy? Vì tất cả yêu thương cả ba người đàn ông đều hướng về bông hồng duy nhất trong nhà. Thế nên nhân ngày sinh nhật của mẹ, ba bố con đã làm ra vẻ bí mật. Người thì quay phim, người thì nhỏ nhẹ dụ dỗ mẹ ra phòng khách. Lúc đầu người mẹ còn ngơ ngác, không biết mấy bố con định bày trò gì. Cho đến khi nhìn thấy trên màn hình tivi khoảnh khắc hai cậu con trai đang hát ca bền bồng mừng sinh nhật mẹ. Không những được xem qua màn ảnh nhỏ, người mẹ còn được nghe hai cậu bé hát live ngay trước mặt mình. Bao cảm xúc dâng trào trong lòng, nhưng người mẹ vẫn cố gắng chôn giấu vào bên trong. Cho đến khi bài hát gần đến đoạn kết, thì người mẹ hoàn toàn vỡ òa, ôm những đứa con thơ trong vòng tay mà khóc nức nở. Hình ảnh gia đình ấm áp tràn ngập tình yêu thương đã khiến cho cộng đồng mạng cũng tan chảy theo. Thậm chí một số người cũng không dằn lòng được mà rơi nước mắt. Một số bình luận được mọi người để lại: những giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ, nhìn mà mình vỡ òa theo hạnh phúc của chị luôn. Này là kịch bản của bố và đạo diễn cũng là của bố luôn, nên mẹ cũng phải ôm bố nữa chứ mẹ ơi. Rất mộc mạc và thật nhiều cảm xúc. Cảm ơn gia đình. Clip với nhiều năng lượng tích cực và tràn đầy yêu thương. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.